Shot ba em thích, shot ba em thích. Để làm món shot bơ cứ nghe theo lời mình nha. Shot ba em thích, shot ba em thích. Và làm theo công thức tuyệt vời này. Shot ba em thích, shot ba em thích. Đầu tiên là đến khu vườn của chiếc mũi quý sao. Shot ba em thích, shot ba em thích. Và mang về 14 quả bơ. Shot ba em thích, shot ba em thích.